21 nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo. Chương 14 nguyên tắc tin cậy. Mọi người tin cậy nhà lãnh đạo trước khi tin cậy tầm nhìn. Mùa thu năm 1997, tôi cùng một số nhân viên có cơ hội đến thăm đất nước Ấn Độ và tham gia một cuộc hội thảo về nghệ thuật lãnh đạo. Ấn Độ là một đất nước kỳ lạ, chứa đựng đầy sự trái ngược. Một đất nước đẹp với con người ấm áp và hiếu khách. Song cũng có hàng triệu người phải sống dưới mức nghèo khổ, nghèo đến nỗi không thể tưởng tượng. Nó làm cho tôi nhớ đến những nội dung của nguyên tắc tin cậy. Tôi không bao giờ có thể quên được giây phút hạ cánh ở sân bay quốc tế Delhi. Trong lòng sóng sang, tôi có cảm giác như vừa bước tới một hành tinh khác. Đâu đâu cũng đông nghẹt người. Người thì đi xe đạp, người thì chạy ô tô, người thì cưỡi lạc đà, người thì cưỡi voi. Đường phố đông nghẹt, song cũng có đầy người ngã lưng ngay bên vệ đường để ngủ. Còn trâu bò, thú vật thì tự do đi lại bất kể chỗ nào. Và tất cả đều chuyển động. Khi chúng tôi đang trên đường chính đi để tới khách sạn, tôi quan sát một số hoạt động đang diễn ra ở đây. Cờ, biểu ngữ dân chăn chịch, bất kể chỗ nào cũng có. Chúng tôi có thể thấy những biểu ngữ mừng lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Ấn Độ với những hình ảnh Mahatma Gandhi khổng cổ lớn. Ngày nay mọi người luôn tôn kính và tôn trọng Gandhi là một nhà lãnh đạo lỗi lạc. Những câu chuyện về nghệ thuật lãnh đạo của ông chứa đựng những nội dung cơ bản của nguyên tắc tin cậy. Mahatma có nghĩa là linh hồn vĩ đại. Tên thật của ông là Mohandas Gandhi, đã được đào tạo tại London. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, ông trở lại Ấn Độ, rồi sau đó thực hiện hành trình sang Nam Phi. Ông đã làm việc suốt 20 năm ở đó với cương vị là một luật sư và là một nhà hoạt động chính trị. Cũng chính trong thời gian đó, ông đã phát triển khả năng lãnh đạo và trở thành một lãnh đạo thật thụ, chiến đấu bảo vệ nhân quyền cho nhân dân Ấn Độ và cho dân tộc thiểu số. Những người cũng đang bị đè nặng, bị áp bức bởi chính sách phân biệt chủng tộc của chính phủ Nam Phi. Năm 1914, ông hồi hương về Ấn Độ và đã hiểu rất sâu sắc tình cảnh đất nước mình, thật sự cảm thông với những người dân quê hương mình. Những năm tiếp theo, ông đã lãnh đạo những cuộc biểu tình và đình công trên khắp cả nước. Mọi người đi theo và tìm kiếm sự lãnh đạo của ông ngày càng đông. Năm 1920, đúng 6 năm kể từ ngày ông trở về Ấn Độ, ông đã được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Tự trị Toàn cầu. Điều đáng nói nhất về Gandhi không phải ông là nhà lãnh đạo của họ, mà điều đặc biệt ở ông là khả năng thay đổi chiến lược nhằm giành lại sự tự do cho đất nước. Trước khi ông giữ trọng trách lãnh đạo dân tộc, mọi người đang theo đuổi con đường đấu tranh vũ trang để đạt được mục đích. Họ thực hiện những cuộc biểu tình, bại công trong suốt nhiều năm để chống lại ách đô hộ của thực dân Anh. Nhưng chiến lược của Gandhi cho cuộc đấu tranh người dân Ấn Độ đã thay đổi. Dựa trên những cuộc đấu tranh, bất bạo động bằng cách không tuân phục. Có lần ông đã nói, bất bạo động là hình thức đấu tranh mạnh mẽ nhất của con người. Sức mạnh của nó còn mạnh mẽ hơn tất cả những vũ khí tối tân nhất mà con người tạo ra. Gandhi đã thử thách người dân bằng con đường bất tuân phục và không hợp tác. Thậm chí, khi quân đội Anh đã tàn sát hơn 1.000 người ở Amritsar trong năm 1919, thì Gandhi vẫn kêu gọi mọi người đấu tranh bất động, lôi kéo mọi người theo con đường của ông không hề đơn giản. Nhưng mọi người cũng hoàn toàn tin tưởng sự lãnh đạo của ông, tuân thủ tầm nhìn chiến lược của ông, và họ đã hoàn tâm toàn ý đi theo ông. Khi ông yêu cầu họ không đánh trả, họ cũng ngừng chiến đấu. Khi ông kêu gọi mọi người đốt quần áo do nước ngoài sản xuất và sẽ tuyệt đối sử dụng quần áo truyền thống sản xuất nội địa, hàng triệu người trong số đó đã hưởng ứng. Khi ông quyết định tổ chức một cuộc biểu tình chống đạo luật muối của chính quyền đô hộ Anh, cũng đã thu hút những nhà lãnh đạo quốc tế cùng đi theo ông hơn 200 dặm tới thành phố Dandi. Nhưng sau đó tất cả mọi người đều bị chính quyền bắt giam. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của họ thật dai dẳng và đau đớn, nhưng sự lãnh đạo của Gandhi đủ mạnh mẽ để có thể đảm bảo thực hiện được lời hứa của ông với họ. Năm 1947, họ đã giành được quyền tự trị. Vì mọi người hoàn toàn tin cậy ở Gandhi, nên chấp nhận ngay chiến lược của ông. Một khi họ đã tuân theo tầm nhìn đó, họ sẽ thực hiện. Đó là nguyên tắc tin cậy hoạt động. Nhà lãnh đạo tìm kiếm giấc mơ, sau đó tìm kiếm mọi người. Còn mọi người thì đi tìm kiếm nhà lãnh đạo, sau đó mới tìm kiếm giấc mơ. Đừng làm ngược lại. Khi tôi giảng về nghệ thuật lãnh đạo trong các hội thảo, tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi về tầm nhìn. Và cũng đã không ít người đến gặp trực tiếp của tôi trong thời gian giải lao, trình bày đối chức về công việc và mối liên quan đến tầm nhìn rồi hỏi tôi: thầy có nghĩ những người trong tổ chức của tôi sẽ đi theo tầm nhìn của tôi không? Câu trả lời của tôi là: trước hết, hãy cho tôi biết những người trong tổ chức của anh có muốn đi theo anh hay không. Bạn biết đấy, tất cả mọi người đề cập đến vấn đề tầm nhìn trong nghệ thuật lãnh đạo đều có ý nghĩa ngược lại.
khi họ họ tin rằng nếu những động cơ là đúng đắn, họ sẽ tự động đi theo. Nhưng đó không phải là những gì nhà lãnh đạo thực thụ tiến hành. Mọi người sẽ không phải đi theo những lý do chính đáng trước, mà họ tìm kiếm và đi theo nhà lãnh đạo. Người sẽ mang đến những lý do chính đáng hơn. Mọi người tin tưởng nhà lãnh đạo trước khi họ thực hiện tầm nhìn của ông ấy. Hãy ghi nhớ và thấu hiểu sự thay đổi đó để lãnh đạo mọi người. Có người tham dự những lớp giảng về nghệ thuật lãnh đạo từng hỏi tôi, liệu mọi người có tuân theo mình hay không? Thực chất câu hỏi đó chính là, tôi đã mang lại lý do chính đáng để họ tin cậy mình chưa? Nếu câu trả lời của anh là có, thì mọi người trong tổ chức của anh sẽ rất phấn chấn đi theo tầm nhìn của anh. Nhưng một khi anh không tạo dựng được uy tín trước những người do mình lãnh đạo, thì bất kể tầm nhìn của anh có lớn đến đâu, mọi người cũng sẽ không làm theo. Tôi đã từng đọc một bài báo trên Business Week miêu tả về những doanh nhân kết hợp cùng các nhà đầu tư mạo hiểm trong ngành tin học. Công ty Silicon Valley ở California là một ví dụ. Đây có rất nhiều người tham gia vào ngành tin học một thời gian, sau đó tự tách ra mở công ty riêng. Mỗi ngày, hàng trăm người trong số họ chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm những nhà đầu tư, và từ đó họ có thể dễ dàng khai thác được những ý tưởng kinh doanh từ những người muốn đầu tư. Có rất nhiều người đã thành công, nhưng khi tổ chức kinh doanh thành công, anh ta sẽ dễ dàng tìm kiếm con đường kiếm tiền tiếp đó. Rất nhiều lần, những nhà đầu tư chẳng hứng thú hay cũng chẳng bận tâm đến tầm nhìn của đội ngũ tổ chức này như thế nào. Nếu họ muốn có những người này thì họ sẽ sẵn sàng chấp nhận ý tưởng của họ. Ví dụ như Judy Estrin và đồng sự của cô đã thành lập hai công ty kinh doanh phần mềm. Cô ấy kể rằng mình phải mất 6 tháng để thu thập vốn cho công ty đầu tiên, và hiện tại chẳng còn xu nào. Cho dù những ý tưởng của cô rất mạnh mẽ và đảm bảo hiệu quả 100%, nhưng sự khởi động của công ty thứ hai thì chưa đầy một đêm. Chính xác, chỉ cần hai cuộc gọi đến cho cô trong chưa đầy một phút, thông báo họ đồng ý cho cô vay 5 triệu đô la. Khi cuộc gọi kết thúc, ngay lập tức cô quyết định thành lập công ty thứ hai, và mọi người còn vui vẻ tiếp tục muốn đầu tư thêm tiền cho công ty này. Cô nói, nhiều nhà đầu tư gọi đến cho chúng tôi, đề nghị chúng tôi sử dụng tiền của họ. Tại sao mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng với cô như vậy? Đó chính là nguyên tắc tin cậy. Mọi người đã tin cậy cô nên sẵn sàng tin cậy bất cứ chiến lược nào của cô. Đó là những yếu tố vô hình. Bạn là một thông điệp. Tất cả thông điệp mọi người nhận được đều thông qua những sứ giả, những người làm nhiệm vụ truyền tải thông tin. Nếu bạn coi sứ giả là những người đáng tin cậy, thì bạn sẽ tin tưởng vào giá trị của những thông điệp họ mang tới. Vì vậy, người ta thường mời diễn viên hay vận động viên nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm cho họ. Mọi người mua Nike vì họ đã tin tưởng Michael Jordan. Không cần quan tâm chất lượng sản phẩm đến đâu. Tương tự như vậy, diễn viên cũng tạo nên những phản ứng kích thích thị trường. Vậy phải chăng họ thuê diễn viên và biến thành công và biến họ thành những chuyên gia kích cầu tiêu dùng? Thường là không, nhưng điều đó không quan trọng. Mọi người muốn nghe theo Jordan Heston khi anh ta phát ngôn cho NRA. Không phải vì mọi người tin anh ấy là một chuyên gia săn bắn, mà vì anh ấy là một con người và là một ngôi sao điện ảnh. Một khi anh ấy đã tin tưởng vào ai đó, họ sẵn sàng tạo cơ hội cho chiến lược của anh ta. Mọi người muốn đi theo những con người mà họ đã từng quen thuộc. Vấn đề không phải là chọn một trong hai. Bạn không thể tách người lãnh đạo ra khỏi sự nghiệp mà anh ta đang cố gắng phấn đấu. Đó là việc hoàn toàn bất khả thi, bất kể bạn đã cố gắng đến đâu. Đây không phải là mối quan hệ hay hoặc cái này hoặc cái kia, mà là hai yếu tố luôn đồng hành cùng với nhau. Hãy xem bảng bên dưới, nó sẽ chỉ cho bạn thấy mọi người đã phản ứng trước một nhà lãnh đạo và tầm nhìn của ông ấy trong từng hoàn cảnh và tình huống như thế nào. Lãnh đạo cộng tầm nhìn bằng kết quả. Một là không tin cậy cộng không tin cậy bằng mời nhà lãnh đạo khác. Thứ hai là không tin cậy cộng có tin cậy bằng mời nhà lãnh đạo khác. Thứ ba là lãnh đạo tin cậy, tầm nhìn không tin cậy thì thay đổi tầm nhìn. Thứ tư là lãnh đạo tin cậy, tầm nhìn tin cậy thì mọi người sẽ đi theo. Nếu mọi người không thích một nhà lãnh đạo hoặc tầm nhìn của ông ấy, họ sẽ tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác. Không có gì khó hiểu khi mọi người không thích vị lãnh đạo hay tầm nhìn của ông ấy, họ sẽ không đi theo ông ấy. Không chỉ có vậy, họ sẽ cùng thực hiện một công việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác. Khi mọi người không thích lãnh đạo nhưng lại thích tầm nhìn của ông ấy, họ vẫn đi tìm một nhà lãnh đạo khác. Có thể bạn ngạc nhiên với nhận định này. Cho dù mọi người nghĩ ông ấy có một lý do chính đáng, nếu họ không thích một nhà lãnh đạo nào đó, họ sẽ chủ động tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác. Và đó là lý do rất nhiều huấn luyện viên trong thể thao thường xuyên bị thay đổi. Tầm nhìn cho bất kể một đội thể thao nào cũng giống nhau. Mọi người đều muốn chiến thắng và vô địch.
Nhưng những cầu thủ thì không phải lúc nào cũng thích và tin tưởng vào vị lãnh đạo của họ. Khi họ không thích, điều gì sẽ xảy ra? Ông chủ sẽ chẳng bao giờ sa thải tất cả cầu thủ. Họ chỉ sa thải huấn luyện viên và tìm kiếm một người khác mà họ hy vọng những cầu thủ sẽ tin cậy ông ấy. Khi mọi người yêu quý lãnh đạo nhưng không đồng tình với tầm nhìn của ông ấy, họ sẽ thay đổi tầm nhìn. Thậm chí, nếu mọi người không thích tầm nhìn của vị lãnh đạo đó nhưng họ tin cậy ở ông ấy, họ sẽ đi theo ông ấy. Bạn có thể thấy tình huống này xảy ra trong chính trị. Ví dụ như, trước đây, Hiệp hội Phụ nữ Hoa Kỳ, gọi tắt là NOW, đã lên tiếng gây gắt chống lại tình trạng quấy rối tình dục. Nhưng Paula John tố cáo Tổng thống Clinton đã có những hành vi quấy rối cô, thì NOW vẫn tiếp tục ủng hộ ông ấy. Sao vậy? Không phải những thành viên trong tổ chức đột nhiên thay đổi quan điểm, chuyển sang chấp nhận hành vi quấy rối tình dục, mà vì họ đã lựa chọn tin tưởng vị lãnh đạo của mình, cho nên họ sẽ bảo vệ và ủng hộ vị lãnh đạo ấy. Khi những người được lãnh đạo không đồng tình với quan điểm và tầm nhìn của người lãnh đạo, họ sẽ có rất nhiều cách thể hiện sự bất đồng quan điểm. Đôi khi, mọi người làm mọi việc để thuyết phục vị lãnh đạo của họ thay đổi quan điểm. Có lúc họ lại hy sinh quan điểm của mình và chấp nhận đi theo quan điểm của người lãnh đạo. Có khi họ tìm kiếm thỏa hiệp với lãnh đạo của họ. Nhưng bất kể con đường nào thì họ vẫn tin tưởng vị lãnh đạo của mình và sẽ không bao giờ rời bỏ ông ấy. Họ vẫn tiếp tục đi theo ông. Khi mọi người đánh giá cao lãnh đạo và tầm nhìn của ông, họ sẽ đi theo vị lãnh đạo của mình, bất kể điều kiện khó khăn thế nào hay những thế lực thù địch chống đối họ đến đâu. Chính vì thế, những người dân Ấn Độ trong thời đại Gandhi đã không thèm đặt cả bọn lính dù chúng đã giết hại họ, và cũng là cách cổ vũ chương trình về vũ trụ của Mỹ đã hoàn thành ước mơ của John F. Kennedy và đưa con người lên mặt trăng. Hay đó cũng là lý do mọi người vẫn tiếp tục hy vọng và sống mãi với giấc mơ của Martin Luther King ngay khi ông đã bị ám sát. Điều đó cũng đã xảy ra với những người vẫn kiên trì đấu tranh cho sắc tộc, cho dù họ nhiều lúc thấy mình đang lao đầu vào những bức tường thành cản trở. Là một nhà lãnh đạo có một tầm nhìn lớn và một sự nghiệp đáng kính vẫn chưa đủ để thu hút mọi người. Trước hết, bạn phải trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Bạn phải tìm cách làm cho mọi người tin cậy bạn. Và đó là giá mà bạn phải trả nếu bạn muốn tầm nhìn của mình có cơ hội trở thành hiện thực. Kiên nhẫn cho mọi người đi theo bạn. Nếu bạn đã từng cố gắng thuyết phục mọi người thực hiện tầm nhìn của bạn nhưng không thành, thì có thể bạn đã không áp dụng đúng nguyên tắc tin cậy, hoặc có thể bạn không hề biết đến nó. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tầm nhìn quan trọng của nguyên lý này vào năm 1972, khi nhận vị trí lãnh đạo thứ hai trong chương nguyên tắc hàng hải. Tôi đã nói sau vài năm làm việc ở giáo đoàn, tôi đã xây dựng được một kế hoạch trị giá triệu đô cùng họ xây dựng một giáo đường mới. Nhưng khi tôi đặt chân đến đó, chưa một kế hoạch nào được mọi người trong giáo đoàn đồng tình. Khi tôi đến giáo đoàn khoảng một tuần, có đến 65% giáo dân đồng tình xây dựng một trung tâm mục vụ mới. Và khi tôi đã hoàn thành một số công việc với giáo đoàn đó, tôi nhận ra tiến trình phát triển tương lai không phụ thuộc vào trung tâm mục vụ mà phục vụ vào ngôi thánh đường. Chiến lược của tôi cho những năm tiếp theo đã rõ ràng, nhưng tôi không chỉ đơn giản bước vào và ra lệnh, hãy quên đi kế hoạch mà ông bà vừa đặt ra và quên luôn những gì mà ông bà đã làm để xây dựng nó. Hãy theo tôi. Trước tiên, tôi cần thời gian xây dựng mối quan hệ thân thiết và uy tín với mọi người. Tôi đã sắp xếp mọi kế hoạch để hiểu kỹ càng những vấn đề liên quan đến dự án trung tâm mục vụ. Tôi đã nói với các thành viên, nếu chúng ta đầu tư thời gian và tiền bạc cho dự án này, chúng ta phải đảm bảo về dự án đó. Tôi phải có tất cả những thông tin tích cực liên quan đến dự án. Cách hành xử của tôi đã làm cho mọi người rất yên tâm. Dự án bước vào khởi công. Trong năm tiếp theo, những cộng sự của tôi thường xuyên thông báo cho tôi tiến độ công việc. Rồi cứ như vậy, mỗi lần họ đến báo cáo, tôi lại đặt ra công việc cho họ và đặt ra cho họ thêm những câu hỏi khích lệ để nghiên cứu của họ sâu sắc hơn. Trong giai đoạn đó, tôi đã cố gắng làm việc cực lực, tích cực để tạo dựng thêm uy tín với mọi người. Tôi đã hôn đúc một mối quan hệ lãnh đạo trong giáo đoàn. Tôi trả lời tất cả những chất vấn của mọi người để có thể hiểu sâu sắc hơn và cũng hiểu chiến lược của lãnh đạo của tôi. Tôi đã chia sẻ với họ niềm tin, niềm hy vọng, ý tưởng cũng như giấc mơ về những công việc mà tôi và chúng tôi đã cùng nhau thi hành. Và tôi đã bắt đầu tạo sự phát triển cho giáo đoàn. Hơn bất kỳ điều gì, điều đó đã tạo cho giáo dân trong giáo đoàn của tôi niềm tin vào bản thân tôi cũng như là khả năng của tôi. Sau 6 tháng, mọi người bắt đầu nhận ra giáo đoàn đang có chiều hướng thay đổi theo một đường hướng mới. Một năm sau, hội đồng cố vấn xây dựng đã quyết định trung tâm mục vụ không còn là trung
không còn là mục tiêu xây dựng lớn nhất của giai đoạn nữa. Họ còn góp ý không nên xây dựng trung tâm ấy nữa. Thêm một năm nữa, giáo dân trong giáo đoàn đã đồng lòng nhất trí với mục tiêu chìa khóa của tương lai là xây dựng một thánh đường, và khi cơ hội đến đã có 98% giáo dân ủng hộ dự án xây dựng, và chúng tôi đã tiến hành thi công dự án đó. Khi tôi bước chân đến giáo đoàn, tôi đã có thể áp đặt tầm nhìn và chiến lược của tôi lên mọi người. Năm 1972, tức là 2 năm sau khi tôi nhận nhiệm vụ lãnh đạo giáo đoàn, tôi mới chắc chắn rằng đó là công việc đúng đắn. Nhưng nếu tôi làm theo cách đó, tôi tin tưởng tôi sẽ đưa mọi người đi tới nơi mà họ kỳ vọng. Và trong quá trình đó, tôi đồng thời xác lập khả năng lãnh đạo của họ. Là một nhà lãnh đạo, bạn không được phép thất bại một lần nào trong sự nghiệp cao quý đó. Bạn không được phép cho mình luôn luôn đúng. Thành công của bạn sẽ được xác định bằng khả năng có thể đưa mọi người đến nơi họ muốn. Nhưng bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu mọi người không tin tưởng vào sự lãnh đạo của bạn. Đó là thực tế của nguyên tắc tin cậy. Cảm ơn các chị đã lắng nghe chương thứ 14 Nguyên tắc tin cậy trong cuốn sách 21 Nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo. Và nếu các chị có câu hỏi hay là có góp ý gì thì các chị có thể là comment xuống video này, hoặc là các chị chia sẻ video này đến với những người bạn và những người đồng đội trong công ty hoặc là trong tổ chức của các chị để họ có thêm thông tin về cuốn sách này, đúng không ạ? Và nếu như các chị thấy hay thì các chị có thể là like video này và comment xuống đoạn video này để Quang có thể là cải thiện tốt cho những video sau. Vâng, video đến đây là kết thúc và hẹn gặp các anh chị ở video sau là nguyên tắc chiến thắng chương thứ 15. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.